đến khi nào chúng ta mới tìm được kho báu cơ chứ? Nếu cùng nhau làm thì sẽ nhanh hơn đó. Rồi chị Luna sẽ giúp tụi mình đi tìm kho báu. Những ngày một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi Queen tỷ phú. Tết Queen tỷ phú trao tỷ nụ cười, nhận tỷ niềm vui. Ôi da, đây là đâu vậy? Có lẽ đây là một đường hầm bí ẩn. Khi nào mấy cậu mới chịu leo xuống vậy? À, xin lỗi chấp chớp. Ở đây có lối ra nè các cậu ơi. Cẩn thận mọi người ơi. Hả? Chắc phải có lối ra khác ở đâu đây. Chúng ta thử tìm xem. Mình đã đi tìm hết xung quanh và không có lối ra nào khác. Nhìn kìa. Wow. Đó có thể là kho báu. Vậy chúng ta chỉ còn một cách là lấy cái vật kia và leo trở ra. Ừ. Việc nào dễ chúng ta làm trước vậy? Để mình lấy cái kia cho. Hey ya! À, ôi da! Ghê! Mình nghĩ các cậu nên giảm cân được rồi đó. Ôi da. Nếu biết trước đi tìm kho báu cực như thế này thì mình ở nhà cho rồi. Ôi da. Cái gì vậy nè? Hả? Anh Chớp Chớp ơi, giúp em xoay thử cái này. Cùng xoay thì có thể sẽ lấy được thứ kia. Chẳng hiểu gì hết trơn. Mình cũng vậy. Mấy cậu lười tập thể dục nên yếu xìu à. Mọi người uống sữa Queen sô-cô-la lúa mạch để khỏe hơn đi rồi đấy. Một. Sao nó không chạy xuống? Động đất. Wow, đẹp quá. Trông như một dải cầu vồng vậy. Mà mẹ từng kể cho mình nghe. Mình tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Đây chính là mạch nước trung tâm của thế giới lòng đất. Cảm ơn siêu lì và các bạn. Nhờ các bạn mà mình cũng tìm được kho báu của mình. Wow. Sao lại có máy ảnh vậy ta? Hey ya. Có chuyện gì thế này? Sao mình không cử động được? Hả? Ôi da. Hả? Khoan. Nhìn chết chết mất rồi.
Chết chết chật á. Mấy cậu kỳ quá. Thì ra đây là cái máy ảnh cool có năng lực đóng băng. Máy ảnh cool đóng băng thời gian. Hả? Leo leo, có giỏi thì bắt mình nè. Cậu đứng lại đó cho mình. Máy ảnh chỉ có tác dụng với người mà thôi. Chúng ta cứ mang theo, biết đâu sẽ có ích thì sao. Máy ảnh cool có ngay luôn, vô cùng nhỏ gọn, có thể mang bên bạn mọi lúc mọi nơi, giúp lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Năng lực đặc biệt của máy ảnh là đóng băng thời gian, khiến cho đối tượng bị chụp sẽ bất động trong 10 giây. Máy ảnh có thể in ra hình ảnh ngay và luôn để lưu giữ hoặc tặng bạn bè, người thân. Đây là hoa mai, sẽ nở vào dịp Tết. Chúc các bạn cùng ăn Tết vui vẻ nha. Mình tặng các bạn thật nhiều sữa quân túi thần kỳ nha. Các bạn hãy uống mỗi ngày để cung cấp năng lượng và cao lớn hơn. Có dịp thì ghé thăm tụi mình nha. Có dịp thì ghé thăm tụi mình. Tạm biệt. Chào Chớp Chớp. Chào Tấm Tuốt. Xin chào các bạn. Chúng ta chèo thuyền cả ngày rồi mà có thấy gì đâu. Theo như đồng hồ Kun thì chúng ta đã đến đúng chỗ rồi mà. Hay cái đồng hồ của cậu sai rồi. Kun, cậu nói vậy là tôi giận nha. Đồng hồ tôi thông minh như vậy thì làm sao mà sai được. Thế sao bây giờ chúng ta lạc giữa biển khơi thế này? Không tại cậu thì tại ai? Nếu cậu giỡn thì tự đi tìm một mình đi. Nhà tôi làm gì? Giận, tắt luôn. Đồng hồ mà cũng bày đặt giận. Nếu đến trễ thì sẽ có người khác lấy kho báu mất. Lỡ đây là một trò đùa thì sao? Trải qua bao nhiêu chuyện mà cậu vẫn xem đây là một trò đùa sao? Mình chỉ muốn nhanh chóng trở về đón Tết thôi. Cứu tôi! Chuyện gì sẽ xảy ra với Siêu Lì và các bạn trên hành trình đi tìm kho báu? Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo trên kênh Love Queen nha! Nhận ngay một bao lì xì 100% trúng thưởng khi mua một thùng sữa túi hoặc nước trái cây Quân Tỷ Phú 110ml. Hàng ngàn giải thưởng tiền mặt cực kỳ hấp dẫn với mệnh giá từ 5.000 đến 500.000 đồng hoặc các thẻ cào trúng quà siêu cool đang chờ đợi bạn. Khám phá thẻ cào giải đặc biệt, đến ngay một iPad cool biết tuốt. Vui thẻ cào giải niềm vui, đổi ngay một máy ảnh cool có ngay luôn. Trúng thẻ cào giải may mắn, có ngay một túi cool đa năng, bếp tung tăng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2024.